Và bạn biết sao? Con gái thì có tới 99% sẽ không dám thừa nhận điều này, hoặc là sẽ không nhận ra đâu. Chúng nó sẽ nói kiểu ba la ba la, em thích những người mà quan tâm em. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang quay trở lại với channel của mình. Và mình là Trần Minh Phương Thảo. Ngày hôm nay thì mình sẽ nói với các bạn những cái bí quyết để giúp cho các bạn nhắn tin á, nó làm sao nó bớt khô khan đi, kiểu bớt nhạt nhẽo đi. Nói thật là ở những cái video trước, rồi mình kể rất là nhiều chuyện về thằng Minh và thằng Tuấn, và càng kể chuyện với hai thằng bạn của mình thì mình lại nhận ra cái sự khác biệt giữa hai thằng đấy là như thế nào. Đặc biệt đó là trong cái cách mà chúng nó nhắn tin với con gái. Ok, và vì các bạn khá là thích nghe chuyện của hai thằng đấy, thế nên hôm nay mình sẽ lại kể chuyện với chúng nó cho các bạn nghe. Thằng Minh ấy thì nó có một cái kỹ năng mà không ai có thể làm được. Đấy là nó cứ nhắn tin cho bất kỳ một cô gái nào là người ấy sẽ xin và không rep. Kiểu có lần đang đi cà phê, xong rồi thằng Minh nó hí hửng khoe gái rep tin nhắn của nó. Nhưng mà hỏi ra thì mới biết là người ta rep tin nhắn của nó sau 4 ngày. Sau 4 ngày các bạn ạ. Tức là trước đấy thì nó nhắn tin hỏi người ta là em đang làm gì đấy. Thế rồi sau tận 4 ngày thì người ta mới trả lời lại nó là em đang xem phim, còn anh. Mà đấy, thế thôi mà cái thằng bạn của tôi nó mừng lắm rồi ấy. Xong rồi nó phân vân một lúc lâu, đặt lên đặt xuống là bây giờ phải rep bạn ấy như thế nào. Cuối cùng sau 15 phút suy nghĩ thì thằng bạn đần của tôi rep là anh đang nghĩ về em. Và thế là hết. Không còn một tin nhắn nào rep lại từ cái bạn nữ kia nữa. Thế là về thằng bạn của tôi mỗi ngày nó vào Insta của bạn nữ kia 7749 lần. Kiểu stalk ấy mọi người. Xong rồi vâng, chuyện gì đến cũng phải đến. Mấy ngày sau thấy bạn nữ kia đăng story up ảnh nắm tay một người khác. Rồi và còn thằng Tuấn thì sao? Có lần ấy thì mình đi ngồi học ở thư viện cùng với nó. Và sao? Mình được chứng kiến cái khả năng thả thính, điêu luyện, vãi trưởng của thằng Tuấn. Tức là lúc đấy thì nó đang ngồi làm việc trên máy tính. Thế là có một bạn nữ cùng lớp kiểu đi qua. Bạn đấy tên là Linh. Bạn đấy thì kiểu rất là xinh xắn, tóc dài, xong uốn hơi xoăn xoăn nhẹ, nhìn rất là nữ tính, rất là xinh. Thế là bạn biết sao không? Đúng cái lúc mà bạn Linh đi qua thì thằng Tuấn nó mới ngước lên, xong rồi nó nhìn bạn đấy. Và rồi nó cười nhẹ với bạn đấy. Rồi bạn Linh kia cũng cười lại với nó. Đến đoạn này thì các bạn nghĩ là người ta sẽ phải đứng lên này, rồi nói chuyện với nhau bla bla đúng không? Nhưng không ạ, thằng Tuấn lúc này nó cúi xuống và nó làm việc tiếp. Và sao? Cái điều này ấy thì nó khiến cái bạn Linh kia cảm giác rất là phân vân. Là sao thằng Tuấn không đến bắt chuyện với mình nhỉ? Sau ấy thì mình có một buổi làm việc nhóm chung với bạn Linh. Xong kiểu mình thấy bạn Linh cứ kiểu thấp thỏm check điện thoại mãi luôn á. Sau đấy có một tiếng tinh, tiếng kêu của tin nhắn đến ấy. Và mình kiểu vô tình, chỉ là vô tình thôi nhá, kiểu mình quay sang mình lướt qua thì mình thấy là tin nhắn của thằng Tuấn. Xong rồi các bạn biết sao? Bạn Linh lúc đấy kiểu tự nhiên bạn ấy vui vẻ hẳn luôn ấy. Kiểu tỏa ra một hào quang là hạnh phúc ấy. Và rồi đó chính là điều mà thằng Tuấn nó sẽ chỉ cho chúng ta ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu thì nếu như bạn là một người cần lời khuyên từ video này thì hãy giơ tay lên. Vì một vài người ấy thì họ còn không thể chấp nhận được là họ không giỏi trong một vài lĩnh vực. Và ở đây cái mà mình nói đến là trong lĩnh vực yêu đương. Để nói về cái thằng Minh ấy thì cái kỹ năng nhắn tin của nó rất là kém và nói chung là rất là khô khan luôn á. Đôi khi ấy, thì cái điều này nó sẽ giết chết cái sự hứng thú của hai người ấy. Nó chỉ nhắn những cái tin nhắn mà nó cố dặn ra để tỏ ra là thú vị. Và nếu như bạn cảm thấy có liên quan ấy thì hãy xem hết video này nhá. Vì một vài người thì họ kiểu úi giời, tao không cần con gái thích. Và đương nhiên thì họ sẽ FA thôi. Còn thằng Minh ấy, có một giai đoạn thì nó nhận ra được cái sự khác nhau giữa nó và thằng Tuấn. Và nó chấp nhận rằng là bây giờ nó cần phải cải thiện và học hỏi về cái kỹ năng này. Video này thì chỉ có 3 điều thôi. Thế nhưng mà điều thứ 3 thì mình đảm bảo sẽ là một điều mà chưa có một YouTuber hay một TikToker nào nói điều này với các bạn cả. Vì nó dựa trên cái kinh nghiệm thực sự của thằng Tuấn. Thằng Minh ấy thì nó từng thử và xong nó kiểu oh my god, nó sẽ áp dụng cái này mãi mãi luôn á. Thế với các bạn là nghe thì nó có vẻ khá là ngu ngốc, nhưng mà nó lại có tác dụng cực kỳ luôn. Rồi, điều đầu tiên đó chính là
hãy dừng hỏi những câu hỏi nhạt nhẽo. Điều này thì mình phải nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần rồi ấy. Đó là hãy dừng hỏi những cái câu hỏi nó boring. Đừng bao giờ nhắn với con gái những cái câu hỏi như là em đang làm gì. Thằng Minh ấy thì nó từng dùng những câu hỏi như thế để nhắn tin với con gái trên Tinder. Nó ấy thì mãi mới match được hai người trên Tinder sau 3 hay 4 ngày gì đó nó lập tài khoản. Và hai người đấy thì cũng không phải là quá xinh hay đỉnh gì đâu nhá. Và rồi sao? Thằng Minh nó bắt chuyện với cả hai người bằng cách nhắn tin là hello, em đang làm gì? Và đương nhiên rồi, cả hai đứa không thèm rep nó. Nó sao? Nó quá sốc đến nỗi là nó nghĩ là chắc chắn là cái app này có vấn đề gì nên hai người kia mới không rep nó, vì là không nhận được tin nhắn của nó. Thậm chí nó có lên Google để tìm cách sửa lỗi đấy. Kiểu đúng là chưa kịp làm gì, chưa kịp nói gì thì người ta đã biến mất ấy. Kể cả có những cô gái thì vẫn rep thằng Minh với câu hỏi là em đang làm gì. Thậm chí là họ chỉ rep 3 chữ thôi: TV, còn anh. Sao? Chỉ thế thôi mà cái thằng Minh ấy, nó mừng lắm rồi ấy. Nhưng mà rồi cuối cùng thì họ có thích thằng Minh không? Và hai người có yêu nhau không? Thì câu trả lời các bạn biết rồi đấy, đương nhiên là không rồi. Thằng Tuấn ấy thì nó khác, nó không bao giờ nhắn những cái câu hỏi nó boring. Những câu hỏi mà tỏ ra là bạn quan tâm đến tất cả mọi thứ trong cuộc sống của họ, nhưng thực chất chỉ là bạn không biết đối đáp như thế nào trong cái cuộc nói chuyện thôi. Mình biết là khi mà thích nhau thì chúng ta hay muốn tìm hiểu về nhau, nhưng mà đấy lại không phải là cái cách để thu hút họ khi mà họ chưa thích bạn. Mình biết là nhiều con gái kiểu thích bad boy, mặc dù mấy cái thằng bad boy ấy thì nó tệ. Có phải là mấy cái thằng bad boy là mấy cái thằng biết tất cả thông tin, là hôm nay em ăn cái gì, hôm nay em học môn gì, hay là tối nay em có xem tập 8 phim Big Mouth không? Đương nhiên là không. Những cái thằng đấy nó đơn giản chỉ là nó quan tâm đến cuộc sống của riêng mình. Họ sống kiểu hơi ích kỷ ấy. Và đấy chính là cái vấn đề mà con gái bị thu hút. Và bạn biết sao? Con gái thì có tới 99% sẽ không dám thừa nhận điều này, hoặc là sẽ không nhận ra đâu. Chúng nó sẽ nói kiểu ba la ba la, em thích những người mà quan tâm em. Nhưng chúng nó sẽ vẫn bị thu hút bởi những cái người đàn ông á, mà họ chỉ quan tâm đến cuộc sống của riêng họ. Những người sẽ không dành cả ngày chỉ để hỏi là con gái đang làm gì, mà thay vào đó là dành thời gian cho công việc, dành thời gian cho việc phát triển bản thân. Con gái mà họ thích tán đổ một người mà kiểu thờ ơ với cả thế giới nhưng mà lại chỉ ấm áp với một mình em. Rồi, điều thứ hai mà mình muốn nói với các bạn đó chính là thả thính và biết trêu đùa. Những người con trai ấy mà thực sự có thể tán đổ con gái và có thể tiến đến như là ôm hôn á, những người mà sẽ khiến cho con gái ngày đêm mong chờ tin nhắn, họ sẽ không quan tâm cô gái ấy đang làm gì. Mà thực sự nếu như câu trả lời là em đang xem TV hay là em đang học bài, em đang đi shopping thì biết có đâu có được việc gì đâu. Đấy, những cái người ấy mà họ giỏi nhắn tin với con gái, nhắn tin tán gái ấy, họ đơn giản cái việc nhắn tin cho cô gái ấy chỉ là nói chuyện vui, trêu nhau. Con gái ấy, nó sẽ không bao giờ bị phát cuồng bởi một người quá quan tâm đến cuộc sống của nó. Nếu mà có một mối quan hệ như thế thì thường chàng trai là một người rất là mềm mỏng, còn cô gái sẽ là một người quá là mạnh mẽ. Và kiểu cậu ấy sẽ si mê theo đuổi cô gái ấy, còn cô gái đấy thì sẽ dành nhiều thời gian để ở cho những cái đam mê của riêng mình hay là phát triển sự nghiệp. Vì thế nếu như bạn là một chàng trai mà thiên về kiểu mạnh mẽ và nam tính hơn, thì hãy tìm một cô gái mà cô gái ấy cảm thấy hứng thú với cuộc sống và với công việc của bạn. Vì vậy, để bạn khiến những cái tin nhắn nó không bị nhàm chán ấy, thì bạn thỉnh thoảng hãy nhắn những cái tin nhắn nó kiểu như hơi đùa đùa, hơi trêu trêu một tí này. Nó sẽ kích thích được cái sự hứng thú của cả hai bên. Ví dụ bạn fan Messi, còn cô gái ấy thì fan CR7 đi. Xong rồi Messi vô địch đấy, mới vô địch World Cup ấy. Cô ấy cảm thấy rất buồn và nhắn với bạn là em ghét anh. Thì bạn có thể nhắn lại là nhưng mà anh thích em. Đấy, kiểu có thể trêu trêu nhau như thế. Nói chung cái bí quyết để bạn thu hút một người ấy, nó không nằm ở cái vấn đề là bạn cố gắng để người đó chấp nhận bạn. Đây là những cái người con trai mà họ có kinh nghiệm này, họ giỏi tán gái này thì họ sẽ biết. Còn những cái người mà không thể tán đổ ai ấy, thì lại không biết cái điều này.
thú thật là mỗi một chat boy, fuck boy, play boy ngoài kia ấy thì đều biết rằng là bạn không cần khiến một người phụ nữ thích bạn. Bạn chỉ cần khiến họ đầu tư cảm xúc vào bạn. Bạn đơn giản khiến cho họ nghĩ về bạn và họ sẽ tự đổ bạn. Chỉ đơn giản như thế thôi. Bạn cần cho họ thời gian để họ còn có thời gian để nghĩ về bạn chứ. Nếu bạn chỉ chăm chăm suốt ngày nhắn tin là họ đang làm gì, họ ngủ dậy chưa, thì họ sẽ nghĩ là cái thằng này suốt ngày ở đây làm phiền tao, chẳng cần phải nghĩ về nó làm gì. Nhưng nếu như bạn có một cái sở thích riêng, một mục tiêu riêng trong cuộc sống để theo đuổi, thì họ sẽ nghĩ là uầy, cái anh này không biết làm gì mà bận thế nhở, không biết là bao giờ thì anh ấy sẽ nhắn tin với mình. Và đương nhiên thì con gái nó giỏi điều này lắm. Nó sẽ lên xem mạng xã hội của bạn để tìm hiểu về bạn nhiều hơn. Thậm chí là có thể hỏi mọi người về bạn. Bạn khiến cô gái ấy nghĩ về một cái điều gì đó, sau đó thỉnh thoảng nhắn tin tán tỉnh, thậm chí trêu đùa một vài cái nó hơi sexual một chút thôi nhá. Bạn sẽ có những cái cuộc nói chuyện vui vẻ và tự nhiên với cô gái ấy. Mình đảm bảo nếu như họ thích những cái tính cách và cách nói chuyện của bạn ấy, thì họ sẽ dễ dàng tự đổ bạn. Ok, có rất là nhiều bạn sẽ gặp phải cái trường hợp đó là bạn nhắn tin với một cô gái và cô gái đấy cũng tỏ ra là khá là thích bạn. Hai bạn cũng nhắn tin với nhau khá nhiều, mọi thứ nói chung là cũng tuyệt vời. Nhưng mà đột nhiên cái cô gái đấy sẽ biến mất và không rõ một cái lý do. Và rất nhiều con trai gặp vấn đề này bởi vì họ không biết một cái điểm quan trọng. Và đó cũng chính là cái bí quyết thứ ba mà mình sắp sửa nói ở dưới đây. Nó sẽ giúp cho các bạn đang bị cái tình trạng mà kiểu nó đang tốt ấy, xong tự nhiên nó gãy. Cái bí quyết thứ ba này nghe có vẻ kỳ quặc và có thể bạn sẽ không áp dụng. Nhưng mà chỉ cần 1% những người mà vẫn ở đây xem đến cái lúc này áp dụng thôi, thì mình chắc chắn rằng các bạn sẽ luôn luôn áp dụng nó. Và cái điều kỳ quặc vãi nồi đấy, đó chính là đừng bao giờ trả lời mọi câu hỏi của cô gái ấy. Một sự thật nhá, đó là rất nhiều cô gái nói chuyện và mở đầu câu chuyện một cách đó rất là boring luôn ấy. Rất nhiều con trai để một cô gái chủ động nói chuyện bởi vì nghĩ là như thế thì cô ấy sẽ thích họ. Vì thế khi một cô gái hỏi là anh đang làm gì đấy, thì cậu ấy có thể nghĩ rằng là cô gái chủ động nhắn tin với mình, cô gái thích mình, ba la bô lô. Xong rồi bạn trả lời là anh đang xem bóng đá. Và rồi sao? Cô gái không rep hoặc là rep nhạc vãi luôn. Mình thừa nhận là mình từng như thế. Kiểu mãi không sao, nhưng mà khi hai người nói chuyện về cuộc sống cá nhân, xong mình hỏi họ về gu âm nhạc của họ chẳng hạn, mà rồi họ trả lời mình nhá, xong kiểu mình tự nhiên cảm thấy chán ngang vì mình không biết nói gì tiếp theo. Đấy, các bạn thấy, con nhỏ ấy đúng là nó cũng thích bạn, nhưng mà khi mà nó trả hỏi bạn rồi bạn trả lời thì tự nhiên nó lại không muốn nhắn tin với bạn nữa. Đến đây thì các bạn nam có thể kiểu what the hợi, chuyện gì đang xảy ra, thì bây giờ muốn như thế nào? Nhưng vấn đề là cái chuyện này nó xảy ra khi mà bạn để cái cô gái ấy là cái người nghĩ ra chủ đề để nói chuyện. Họ hỏi bạn rồi bạn trả lời, thực sự là nó chán vãi nồi luôn. Sai lầm đầu tiên của các ông đó là để người ta nghĩ câu hỏi. Và sai lầm thứ hai đó là trả lời nó. Ý mình ở đây không phải là tất cả các câu hỏi nhá. Kiểu người ta hỏi bạn là anh có bạn gái rồi à mà bạn không trả lời là chết ngay. Ý mình ở đây nó sẽ là những câu hỏi mà nó khá là boring, như kiểu anh đang làm gì, anh ăn cơm chưa. Những câu mà kiểu biết cũng được mà không biết cũng chả sao. Vậy thì sao? Bạn phải làm gì khi gặp phải tình huống đấy? Nếu như mà họ hỏi bạn là anh đang làm gì đi, thế nào thì bạn cũng sẽ gặp phải mấy quả như này. Nhưng mà nói chung nó là bẫy đấy. Việc bạn cần làm đó là né luôn mấy câu hỏi đấy ra và coi như là nó không hề tồn tại. Sau đó thì bạn có thể chuyển qua cái chủ đề khác mà bạn muốn. Ví dụ như là tối nay có đá bóng đấy, em chọn đội nào? Nghe thì có vẻ dễ đúng không? Nhưng mà không hề nha. Vì cái phản xạ của chúng ta ấy là luôn trả lời khi được hỏi, đặc biệt là với những cái câu hỏi nó đơn giản. Nhưng mà không không không, cô gái ấy hỏi bạn một câu nó boring, nó chán, thì việc của bạn là hãy đáp lại bằng một cái câu chuyện, một cái chủ đề gì đó nó thú vị hơn. Nghe thì có vẻ kỳ và bất lịch sự khi mà bạn không trả lời đúng không? Nhưng mà bạn biết sao, con gái nó lại thích như thế. Và hầu hết con trai thì lại không làm được như thế. Đôi khi thì vì họ sợ là mất lòng cô gái kia, hoặc là có thể là họ không đủ tự tin để dẫn dắt cái cuộc nói chuyện. Và đương nhiên rồi thì nó không phải là lỗi của ai hết. Nhưng mà nếu mà bạn muốn có được cô gái ấy thì đừng để cô gái ấy dẫn dắt cái cuộc nói chuyện nhá. Mình biết khi mà một cô gái muốn chủ động nói chuyện với bạn ấy thì đấy là một cái dấu hiệu nó rất là tốt.
Nhưng mà hầu hết thì con trai lại không bắt được cái tín hiệu tốt này và có thể làm hỏng nó. Và có một bí mật mà mình bonus thêm, đó là khiến họ đầu tư cảm xúc vào bạn. Các bạn còn nhớ có một video mình hướng dẫn các bạn cách để khiến một người không ngừng nghĩ về bạn rồi đấy. Rất nhiều chàng trai nghĩ rằng là cách để khiến một cô gái không ngừng nghĩ về họ, đó chính là làm hài lòng cô gái ấy và luôn để lại cái ấn tượng tốt. Nhưng mà thực ra một cô gái nghĩ đến một người ấy khi mà cái chàng trai đấy mang lại nhiều những cái cung bậc cảm xúc khác nhau: tò mò, vui vẻ, cáu gắt, ghen tị, hạnh phúc. Tất cả những cái cảm xúc bạn tạo ra cho họ càng nhiều thì họ sẽ càng ấn tượng với bạn. Nhưng mà sao? Rất nhiều con trai thì lại không dám làm như thế. Yêu ấy mà, nó phải là có cả ghét và có cả yêu. Chính vì thế người ta chia tay xong thì thường người ta sẽ không bao giờ làm bạn được. Bởi vì tình yêu ấy thì nó có nhiều cung bậc cảm xúc mà. Nếu mà bạn chỉ tạo ra được cái cảm xúc vui vẻ, chỉ một cái cảm xúc duy nhất, thì mọi chuyện sẽ không thể tiến xa được. Bạn chỉ cùng lắm ở cái mức độ friend zone mà thôi. Như vậy là ngày hôm nay thì mình đã nói với các bạn 3 điều giúp các bạn nhắn tin nó bớt nhạt nhẽo, bớt khô khan và trên con đường có thể có được cái cô gái mà bạn yêu thích. Mình hy vọng rằng là nó sẽ hữu ích với các bạn nhé. Và YouTube ấy thì đã mở tính năng donate, có cái nút cảm ơn ở bên dưới góc phải video ấy. Nếu như các bạn yêu thích những cái nội dung của kênh mình ấy thì có thể donate để ủng hộ cho sự phát triển của kênh nhá. Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và nếu như thấy video này hay thì đừng quên like, share và đăng ký kênh của mình để có thể ủng hộ cho mình. Kết nối với mình qua Facebook của mình Trần Minh Phương Thảo và Insta của mình phươngthảo.zoe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.